Xin chào tất cả các bác, các anh, các chú ạ. Hôm nay em lên video giới thiệu cho tất cả các bác một số các cái hàng đồ tháo máy. Bác nào có nhu cầu mua hàng thì có thể nhắn tin hoặc là gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại hàng Nhật Bãi Long Hợi, số điện thoại đặt hàng 0975 275 636 hoặc số điện thoại 0942 453 417. Địa chỉ của em ở thôn Hà Vĩ, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội, có ship hàng toàn quốc. Bác nào ở gần thì mời các bác qua địa chỉ cửa hàng xem mua trực tiếp. Bác nào ở xa bên em sẽ có ship hàng đến tận nơi. Trên video thì em có đánh số thứ tự và giá tiền theo từng mẫu hàng. Các bác có nhu cầu mua mẫu nào thì cứ chốt xem theo mã số như trên video nhé. Giá trên video là giá tại cửa hàng, chưa bao gồm tiền ship. Những đơn hàng mà dưới 5 kg, tiền ship toàn quốc sẽ là 30.000. Còn từ 5 kg đến 10 kg quay đầu, tiền ship sẽ đồng giá là 50.000 toàn quốc. Cái này tiền ship đang tính đồng giá theo cân nặng, không tính theo địa chỉ xa gần đâu ạ. Rồi bây giờ đầu tiên em xin phép quay vào mẫu số 1 nha các bác. Đây, số 1 nó nằm ở bên góc này. Mẫu số 1 ở đây em có bộ combo hai cái cốc lọc này các bác. Cái này cốc lọc hàng SMC nhá. Này, đầu ống bên này của nó sẽ là ống 8 này. Hai bên này là ống 8 này. Đây sẽ có một cái đầu van khóa ở đây nha các bác. Đằng sau sẽ có một cái phần ke góc. Phần cốc lọc em thấy còn đẹp, không có bị bể vỡ gì. Mẫu này thì cái phần nắp kính bên ngoài nó bị mất rồi nhá. Còn cái chiếc bên này thì là nắp kính của nó thì vẫn còn nguyên đây. Đây là bộ combo gồm hai chiếc của mẫu số 1 có giá là 130.000 là hai cái nha các bác. Tiếp theo em chuyển qua mẫu số 2. Đây, số 2 là cái mẫu này. Cái này của em nó là cái van inox nha các bác. Đây, thử lâm châm có không không hút nha các bác. Nó có cái đầu ống bên trên này của nó sẽ là ống 4 này. Đây, van kiểu như van đóng mở các bác. Đây, em sẽ đo kích thước này. Ở đây nó có một cái phần lỗ ren như này. Phần lỗ ren bên trong đem đọc là 13. Còn phần đầu ren bên ngoài đang hướng bên này sẽ đo được là 14 nha các bác. Phần thân này, phần thân ở đây đường kính bên ngoài em đo được là 40. Cái này là mẫu số 2 này các bác. Một cái cụm như này, một cụm như này sẽ có hai chiếc này, có giá là 120.000 nhá. Ở đây em đang có 3 bộ này. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu số 3. Đây, số 3 là cái bộ này. Này, bên trong nó có các cái dây điện này các bác. Bên ngoài nó sẽ có cái nút như này. Hai bên nó sẽ có cái cổng chân giắc cắm như này này các bác. Cái phần màu trắng các bác đang thấy đây nó sẽ là inox nhá. Còn cái phần màu xanh này sẽ là bằng sắt. Đây, em đo kích thước của nó này. Mẫu này phần khung bản rộng là 9.5 cm. Chiều dài đo được là 14 cm nha các bác. Đấy, cái này thì em sẽ bán theo combo nhá. Là 100.000 là bộ combo là gồm 3 chiếc như này. Đấy, nó có cả cái bên dưới này bằng màu trắng luôn nha các bạn. Cứ 100.000 là 3 chiếc nhá. Mẫu này em đang có 2 bộ là 6 chiếc ạ. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu số 4 ạ. Số 4 là cái mẫu gối nhôm nha các bác. Đây, đây là mẫu gối, cái gối nhôm nhá. Bên trong nó sẽ có một cái phần lỗ trục như này. Phần lỗ bên trong em đo được là 18. Còn phần độ dày của nó đo được là 19 này. Bản rộng đo được là 34. Chiều cao mẫu này đo được là 70. Cái này em bán theo combo nha các bác. 100.000 là combo 10 chiếc luôn. Giá rất là rẻ luôn các bác. Này, gối nhôm nhá. Có một rổ luôn. Tiếp theo em chuyển qua mẫu số 5. Số 5 là cái bi. Cái này là bi trục tròn nha các bác. Bên trong nó sẽ có cái lỗ này. Bên trong sẽ còn đầy đủ bi nha các bác. Cái bi hôm nay thì hàng về rất là mới luôn. Phần lỗ trục bên trong ở đây em sẽ đo được là 12 nha các bác, chuẩn 12 luôn. Trên phần bi nó sẽ có 4 cái lỗ ren để các bác có thể bắt ốc này. Em đo kích thước phần thân của nó. Mẫu này bản rộng là 4,2 cm, chiều dài đo được là 7 cm ạ. Cái này bán theo combo nha các bác, 100.000 là bộ combo sẽ có là 4 cái luôn. Các cái này nó còn cả đầu bơm mỡ ở đây vẫn còn đầy đủ nha các bác. Đây, đây, cái nào cũng còn đầy đủ cái bầu bơm mỡ. 100.000 combo 4 chiếc các bác, chốt cho em là mẫu số 5. Tiếp theo em chuyển qua mẫu số 6. Số 6 đâu rồi ta? Ôi chết rồi, không không có mẫu số 6 rồi các bác. Thế em chuyển qua mẫu số 7 luôn nhá. Số 7 ở đây em có cái kiểu cái đầu motor giảm tốc ấy. Đây này. Đấy. Trên đây nó sẽ có một cái phần bu li nha. Em đo kích thước này. Cái này phần trục của đây em đo được là 16 á. Phần trục này là 16 này. Còn cái phần lỗ bên trong này. Cái này phần lỗ bên trong đem đo được là 14. Kích thước này, mẫu này mặt bích vuông ở đây em đo được là 60. Chiều dài phần thân này,
Tổng chiều dài phần thân của nó là 9 cm, còn nếu đo cả cái phần bu li này sẽ được là 11.8 cm nhé. Đây là mẫu số 7. Cái này có một chiếc thôi các bác, có giá là 200.000. Tiếp theo em chuyển qua mẫu số 8. Số 8 là cái mẫu to này. Đây, số 8 là cái này. Đây các bác. Ôi dồi, nó rất là nặng luôn. Đây bên trên cũng có phần đầu trục này. Ở đây nó có một cái phần bu li bên ngoài này các bác, kiểu bánh răng ấy. Đây bên trong nó sẽ có một cái phần lỗ nha. Ở đây phần lỗ bên trong đo được là 19 nha các bác. Phần mặt bích này, ở đây bản rộng là 9 cm, vuông 9 cm nha các bác, nó nặng quá. Con này chiều dài phần thân là 11 cm, tổng cả cái phần bu li bên trên này sẽ được là 15.5 cm nhá. Số 8 này của em là hình thức còn rất là mới luôn, có giá là 500.000 ạ. Tiếp theo em chuyển qua mẫu số 9. Đây, số 9 là bộ combo 2 món nhá. Cái này em biết gọi nó là cái gì đây? Đây này các bác. Đây nó ghi là 5V này, 12V này. Kiểu toàn chữ, thấy chữ kiểu như chữ Hàn Quốc ấy các bác. Kích thước phần thân này, mẫu này bản rộng là 14.5 cm, bên này sẽ được là 17 cm nhá. Cái này ở đây có combo 2 chiếc này, có giá là 50.000 là 2 cái nhá. Đấy. Tiếp theo em chuyển qua mẫu số 10. Số 10 là cái này. Cái này nó có cái phần trục ở đây bằng nhôm này, còn phần này của nó là bằng sắt nha các bác. Mẫu này phần trục tròn đo được là phim 12, phần thân nhôm ở đây đường kính đo được là 35 ạ. Nó có cái trục bi xoay được nha các bác. Mẫu này tổng chiều dài cả sản phẩm đo được là 35 cm. Ở đây em có bộ combo gồm 4 cây luôn, của mẫu số 10 có giá là 100.000 thôi. Tiếp theo chuyển qua mẫu 11. 11 là combo 2 chiếc này. Đây combo có 2 chiếc này. Bên dưới là phần chân ốc nó vẫn còn nha các bác. Đây mẫu này hàng của Omron, mẫu này coi của nó là 100-120V, nó mới ghi ra 3 này các bác. Các bác có thể chụp lại cái màn hình để mình lưu vào điện thoại xem lại cái thông số nhé. Đây nó ghi là 25A. Em đo kích thước phần thân của nó luôn nhé. Mẫu này bản rộng đo được là 3.2 cm. Chiều bên này là được 5 cm này. Tổng chiều cao của nó đo được là 5 cm. Combo 2 chiếc này là của mẫu số 11, có giá là 60.000 2 cái. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 12. là cái mẫu motor này. Hôm nay em thấy là còn cả cái phần dây đầu rắc bên trên là vẫn còn nhá. Đây bên trên nó sẽ có một cái phần lỗ trục như này. Bên trên sẽ có cái phần bu li này các bác. Hôm nay phần trục của nó đo được là phim 14 á. Kích thước phần thân này. Hôm nay phần thân ở đây em đo được là bản rộng là 6 cm. Chiều dài phần thân là 13.5 cm nhé. Tổng cả phần trục bu li luôn là 17 cm. Ở trên đây nó sẽ có một cái tem như này các bác, AC Seco Motor Made in Japan. Đấy, nó chỉ có cái tem như này thôi, không thấy thông số bao nhiêu đâu. Các cái loại này thì em không biết nên là chưa có test gì. Cái này bác nào biết thì chốt đơn nhé. Mẫu số 12 hình thức thì còn rất là mới, nó còn đầy đủ cả hai cái đầu dây rắc luôn. Mẫu này hiện tại em đang có 3 chiếc. Mẫu số 12 có giá là 200.000 một cái ạ. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 13. 13 là mẫu này. Mẫu này hai đầu này cũng còn cái phần dây rắc đầy đủ như này nha các bác. Đây cái phần dây rắc của nó này. Đấy, mỗi một cái motor nó sẽ có hai cái đầu rắc như này. Đây các bác. Mẫu này nó có cái tem này, AC Servo Motor 100W điện 200V Made in Japan nhá. Em đo kích thước phần thân này. Mẫu này phần đầu trục đo được là 8 ly. Kích thước phần thân. Mẫu này bản rộng đo được là 4 cm, tổng chiều dài phần thân là 13.7 cm nha các bác. Tất cả là còn đầy đủ dây rác luôn. Cái này em bán theo combo là 150.000, combo 2 chiếc. Các bác chốt cho em là mẫu số 13. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 14. 14 là cái hộp này. Ở đây bên sườn đây nó có một cái nút vặn này, kiểu như cái chốt của nó này các bác. Đây bên trên nó sẽ có cái nút vặn này, nó có các cái vạch chia số ở đây nhá. Đây. Còn đây là mặt sau của nó này. Cái này là giống như một cái công tắc ở đây này, giống như công tắc hành trình ấy các bác. Kích thước phần thân mẫu này, ở đây bản rộng đo là 10 cm, chiều dài là 14.5 cm nhá. Cái này là mẫu số 14 ạ. Mẫu này của em có giá là 50.000 một chiếc. Mẫu này đang có 20 chiếc cơ. Bác nào chốt thì bảo em nhé. Bác nào mua 10 chiếc thì chuyển khoản em miễn ship luôn. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu số 15, bộ combo mấy cái xi lanh hơi. Cái này là xi lanh hơi hành trình ngắn nha các bác. Như cái mẫu em đang cầm trên tay là hàng SMC Made in Japan này. Em xin lỗi, SMC Made in China nhé. Mẫu này là thông số là P20, hành trình 25. Phần ti hơi mẫu này đẩy lên này, đẩy lên sẽ được là 2.5 cm. Đầu van ống nhỏ, đây ống 4 nha các bác. Đây,
Cái này có một chiếc là loại ngắn thôi này các bác. Một chiếc này là phi 20 hành trình 5 cm. Còn mấy chiếc này đều là phi 20 hành trình 25 nhá. Đấy các bác. Combo này của em là gồm 2, 4, 6, 8 chiếc của mẫu số 15, có giá là 100 ngàn thôi ạ, giá rẻ nha các bác. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu số 16. Mẫu 16 ở đây em có bộ combo mấy cái dây rắc này. Đây các bác, nó có các cái đầu dây rắc như này. Còn đầy đủ rắc nha các bác, không có bị đứt đâu. Hai đầu là còn đầy đủ rắc như này. Đây này, cả một chùm đây này. Đấy các bác nào mà chốt thì báo em nhé. Combo này của em là của mẫu số 16, có giá là 50.000 thôi. Có nhiều trên video với các bác, mà có nhiều mã dưới 100.000. Thì các bác cố gắng chốt giúp em là cái đơn hàng từ 100.000 để em đi đơn cho dễ nhé. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 17. 17 là bộ combo mấy cái đuôi nhiệt của cái khởi nha các bác. Cái này là cái đuôi của khởi Fuji nha. Đây các bác, như cái mẫu này này, Made in Japan nha. Đấy. Phần chân ốc các thứ là vẫn còn đầy đủ, đẹp, không có bị bể vỡ gì đâu nha các bác. Đây này, cái nào cũng còn rất là mới và đẹp luôn, không có bị bể vỡ hay là thiếu ốc gì đâu. Combo này của em là gồm 5 chiếc. 5 chiếc này là của mẫu số 17 nha các bác, có giá là 150.000 combo 5 cái ạ. Nếu bác nào chốt thì báo em nhé. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 18. 18 ở đây em có bộ combo mấy cái cây trục tròn này. Mẫu này của em nó sẽ là trục tròn sắp đặt nhé. Này phần trục tròn đây em sẽ đo được là phi 25. Kích thước này, ở đây là có 4 cây ngắn, 1 cây dài nhé. Cái cây này chiều dài được 16 cm, có 4 cây. Còn một cây này chiều dài là được 21 cm. Cây này là rỗng ruột này các bác. Còn 4 cây này là đặc ruột nhé. Combo của mẫu số 18 có giá là 100.000, 5 cây. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 19. 19 là cái combo này. Combo này là mẫu trục tròn sắt đặc phi 20 nha các bác. Cái cây này dài nhất này, ở đây em sẽ đo được của nó là 36 cm. Còn như cái cây này là ngắn này, mẫu này ngắn thì sẽ đo được là 28.5 cm. Mẫu này là trục tròn chắc đặc nha các bác. Combo này gồm 2, 4, 6, 7 cây. Combo 7 cây của mẫu số 19 có giá là 150.000. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 20. 20 ở đây em có mấy cái bộ dây trượt này. Mẫu này của nó là bản dây em đo là bản dây 15 nhé. Chiều nghiêng quần dây đo được là 17 này. Bản dây kích thước của bi mẫu này bản rộng đo được là 33, chiều dài của bi em đo được là 45. Phần thanh dây mẫu này đo được là bao nhiêu đây? Phần thanh dây của nó là 29 cm nha các bác. Bộ này thì một bộ sẽ gồm là 2 dây 2 bi như này, của mẫu số 20 có giá là 100 ngàn một bộ thôi. Các bác dây này, dây trơn tru nhẹ nhàng, không chặt rít, không dơ lắc nhá. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 20 rồi này, đến 21 ạ. Đây, 21 bên này. 21 bên này là cái mẫu motor này. Đây các bác, hai mẫu là cái mẫu này. Mẫu này bên trên cũng có một cái phần đầu trục này. Cái này kiểu như nó có phanh hay là thắng tư gì đấy, nó không, em xoay không xoay được. Đây các bác, mấy cái luôn là đều không có xoay được cái phần trục này đâu. Mẫu này phần trục của em sẽ đo được là 8 ly nha các bác. Kích thước phần thân mẫu này mặt bích đo được là 4 cm, chiều dài phần thân tổng của nó được 11.5 cm nhá. Đây trên đây nó có cái tem này, AC servo motor Made in Japan. Như cái mẫu này thì cái phần hai cái đầu dây điện này, dây rắc cắm của nó vẫn còn nguyên, không có bị thiếu nhá. Đây các bác, hình thức thì em thấy là còn đẹp. Mẫu số 21 này, combo 2 chiếc này của em sẽ có giá là 150.000. Mẫu này hiện tại là đang có 4 bộ nha các bác. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 22. 22 là một cái mẫu motor này, ở trên đầu nó sẽ có cái phần buli. Mẫu này thì cái phần trục của nó sẽ xoay được nha các bác. Em đo phần trục này. Phần trục mẫu này đo được là 6 ly ạ. Kích thước phần thân mẫu này bản rộng đo được là 5.5 cm, chiều dài phần thân đo được là 4 cm. Mẫu này cũng còn cái phần đầu dây rắc ở trên này nha các bác. Mẫu này là có cái tem ở đây này, motor step các bác, Made in Japan. Điện thì nó ghi là 12 đến 200V ạ. Mẫu số 22, combo gồm 2 chiếc có giá là 120.000. Mẫu này hiện tại là đang có 3 bộ nha các bác. 120.000 là combo sẽ có 2 chiếc luôn đấy ạ. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 23. 23 ở đây em có một cái cục nguồn này. Này phần chân ốc vẫn còn đầy đủ nhá. Mẫu này là điện đây này, điện đầu vào của nó từ 100 đến 240V, điện ra là 24V 0.7A nha các bác, Made in Japan. Hình thức thì rất là sáng và đẹp luôn. Mẫu này bản rộng đo được là 9.5 cm, còn bên này sẽ được là 9 cm nhá. Mẫu số 23 này của em sẽ có giá là 60.000, các em có mỗi một cái thôi. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 24.
24 là cái mẫu này. Mẫu này kiểu như cái dạng hộp điều khiển của cái motor gì đấy. Đây. Hình thức thì rất là sáng đây các bác. Step motor driver này, mẫu này hàng Make in Japan. Mẫu này thì không thấy ghi thông số điện hay là như nào đâu nha các bác. Kích thước phần thân mẫu này ở đây bản rộng đo được là 11.5 cm, chiều dài thì em sẽ đo được là 16.5 cm nhé. Hình thức thì còn rất là mới và đẹp luôn, phần chân ốp các thứ là vẫn còn đầy đủ. Mẫu số 24 mẫu này em sẽ có giá là 250.000 một chiếc. Mẫu này em đang có là hai cái đây. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 25. Là cái mẫu này các bác, mẫu này là mấy cái đồng hồ nha các bác, này không biết là đồng hồ đo gì đây. Bên trên nó sẽ có một cái màn hình điện tử và bên dưới sẽ có ba cái nút nhấn điều khiển này. Ở đằng sau nó sẽ có hai cái đầu ống, một cái ống là ống 6 này, còn ống này ống 4 nhá. Trên đây nó sẽ có cái tem hàng Make in Korea, điện thì nó ghi là 12 đến 24 V DC. Như cái mẫu này thì vẫn còn nguyên cái phần đầu dây điện rất là dài như này đây các bác này. Bên trong nó là lõi đồng như này nhá. Đấy. Hình thức mặt nắp kính này, mặt đồng hồ của nó ấy còn đẹp, không có bị bể vỡ gì đâu. Và mẫu số 25 này, cái này em bán cho các bác theo combo nhá. 100.000 bộ combo là 5 chiếc luôn, giá rất là rẻ luôn. Hàng đẹp nha các bác. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 26. Đây, 26 là cái này. Cái này không biết gọi nó là cái gì đây. Ở đây nó có hai cái đầu ống thò ra này, ống này sẽ là ống 6 nha các bác. Đây nó có cái logo của SMC, không thấy ghi thông số gì đâu ạ. Mẫu này kích thước phần thân bản rộng là 2,7 cm, chiều dài đo được là 5.5 cm. Cái này là mẫu số 26, của em sẽ có giá là 100.000 một bộ tất cả cái này nhé. Mẫu này hiện tại em đang có hai bộ ạ. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 27. 27 ở đây em có mấy cái khởi này. Đây các bác, mẫu này là khởi của Fuji nhé, 19A này, AC32A. Mẫu này coil của nó sẽ là 100V nha các bác. Phần chân ốc vẫn còn đầy đủ, hình thức còn đẹp, không có bị bể vỡ. Đằng dưới sẽ có cái phần chân cài như này. Mẫu này có cái tem bên sườn này, Make in Japan đấy các bác. Đấy. Hình thức còn rất là mới luôn. Mẫu này em đang có 4 chiếc của mẫu số 27, có giá là 130.000 là một cái nha các bác. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 28. Ở đây em có mời cục lọc này. Cái này kiểu như cái cục lọc điện hay lọc âm thanh gì nữa các bác. Đây các bác, ở trên đây nó ghi là điện 250V, công suất là 16A nha các bác. Em đo kích thước phần thân của nó này. Cái này bản rộng đo được là 5 cm, chiều dài phần thân là 6.2 cm nhá. Mẫu số 28 em có giá là 100.000 một chiếc, cái này như đang có hai cái đấy. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 29. Đây 29 đấy. 29 là đem có bộ combo gồm 3 cái khởi nhá. Mẫu này là hàng của LG này. Mẫu này thì phần chân ốc là vẫn còn đầy đủ, không có bị bể vỡ gì nha các bác. Make in Korea. Này nó ghi là AC32A này. Coil của mẫu này là 100V nhá. Chiếc này cũng của LG này. Chiếc này là AC là 20A, hàng Make in Korea. Mẫu này coil của nó cũng là 100V. Hình thức còn đẹp, không có bị bể vỡ. Mẫu thứ 3 là chiếc này. Chiếc này là hàng bao nhiêu A đây? Cái này là coil của nó là DC24V. Ồ, cái tem này nó bị rách mất rồi. Mặt trước này thì không thấy ghi bao nhiêu A đây các bác. Phần chân ốc thì vẫn còn đầy đủ, không có bị thiếu hay bể vỡ gì ạ. Combo này gồm 3 chiếc là của mẫu số 29, có giá là 150.000 combo 3 cái ạ. Rồi tiếp theo anh chuyển qua mẫu 30. Ở đây em có mấy cây trục tròn nha các bác. Mẫu này của em nó sẽ là trục tròn sắt đặc nha. Đây là trục tròn sắt đặc phi 20 nha các bác. Đây, phi 20 này. Trên video thì cái thước nó không nhìn rõ đâu, nhưng mà nó là phi 20 nhá. Hai đầu của nó sẽ có cái gối nhôm như này. Gối của nó thì sẽ có màu trắng và gối màu đen như này nha các bác. Hai đầu đều có gối nhôm luôn ạ. Mẫu này phần bi của nó này, chiều dài đo được là 9.5 cm. Tổng chiều dài phần trục này, mẫu này đo được là 109 cm nha các bác. Một bộ thì sẽ gồm 2 cây, có giá là 350.000 2 cây nha các bác. Bi thì tất cả đều trơn trượt nhẹ nhàng hết. Mẫu này là trục tròn sắt đặt nha các bác, không phải giống ruột nha. Đấy, hôm trước các bác cứ hỏi là nó có phải là giống ruột hay không. Nó là đặc ruột nha các bác. Đấy. Nó có mấy bộ là có cả cái bi màu đen này. Các bác nào mà lấy bi màu đen thì báo em nhé. Cái phần gối này cũng có hai màu, màu trắng và màu đen.
350.000 là bộ combo gồm 2 cây nhá. Đây các bác, bên đầu kia cũng có gối đầy đủ nhá. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 31. 31 là cái bộ trục tròn này, hai bên nó sẽ có gối bi nha các bác. Đây, hai bên sẽ có gối bi như này. Em đo kích thước này. Mẫu này phần trục tròn của nó đo được là phi 25. Phi 25 thì cái mã bi của gối này sẽ là mã là 205 nha các bác. Đấy. Đây, phần trục bi này. Quay trơn tru nha các bác. Em đo kích thước này, mẫu này tổng chiều dài phần trục của nó sẽ được là 65 cm. Mẫu số 31 này. À, mẫu này của em sẽ có giá là 200 ngàn nhá. Trục tròn phi 25 là trục tròn sắt đặc này các bác. Phần trục quay rất là êm luôn. Tiếp theo đây là mẫu 32. Mẫu này là cái lỗ bi to hơn này. Mẫu này phần trục tròn là phi 30. Đấy, mẫu này là phi 30 thì cái mã bi này của nó sẽ là 20. À không các bác. Cái mẫu này là cái phần trục tròn bên trong là phi 30, nhưng mà cái đầu ngoài của cái phần trục này của nó sẽ là phi 25 nhá. Tại vì ở đây mã bi của nó là 205 này. Đấy, là cái phần đầu trục của nó là 25 đấy ạ. Còn cái giữa này mới là to là phi 30. Ở trên cái phần thân này nó có một cái phần rãnh như này nhá. Mẫu này tổng chiều dài của nó em đo được là 63 cm. Mẫu số 32 này. Cái cây này của em có giá là 250.000. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 33. 33 mẫu này là trục tròn sắt đặc phi 30. Đây cái mã bi này của nó sẽ là 206 nha các bác. Đây mẫu này mới là phi 30 là 206 này. Mẫu này đo tổng cả chiều dài sản phẩm sẽ được là 60 cm. Mẫu số 33. Cái cây này của em sẽ có giá là 250.000. Tất cả trục tròn đều là đặc ruột hết nha các bác. Còn đây là mẫu 34 này. Mẫu này bên trên sẽ có một phần bánh răng nữa này. Mẫu này trục nhỏ này. Mẫu này là trục của nó là 204. 204 thì cái trục này của nó sẽ là trục 20 nhá. Đây các bác, trục tròn 20, trục tròn sắt đặc. Mẫu này đo tổng cả chiều dài sản phẩm sẽ được là 54 cm. Số 34, cái cây này của em sẽ có giá là 200.000. Hai đầu đều có gối bi hết nha các bác. Mẫu này sẽ có thêm một cái phần bánh nhông ở đây. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 35. 35 ở đây em có một cái mẫu motor này. Đây các bác, trên đây nó sẽ có một cái motor này. Ở giữa sẽ có một cái khớp nối. Và cái vít me này của nó sẽ là vít me bi nhá. Mẫu này phần vít me đo được là phi 15. Còn bát gen đường kính đo được là 34. Đây em sẽ đo hành trình của vít me trước nhá. Mẫu này tổng chiều dài phần vít me đo được là 87 cm. Hành trình bao nhiêu đây? Hành trình mẫu này là được 78 cm nha các bác. Đấy, đây là hành trình dài nha. Còn đây là cái phần tem thông số của motor này. Đây để em sẽ dơ cận cảnh lên cho các bác xem nhé. Hai cái đầu dây điện còn dài nha. Đây là có cái tem này. AC sạc vô motor, made in Japan. Công suất là 200W, điện 200V các bác. Hình thức thì rất là mới luôn. Đây là mẫu số 35. Cái này của em sẽ có giá là 350.000 một chiếc. Lúc này hiện tại hôm nay mới có một chiếc thôi. Không biết ở kho chiều có về thêm một cái nào không. Nhưng mà giờ hiện tại mới có một chiếc thôi nha các bác. Mẫu này rất là đẹp luôn. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 36. 36 là cái mẫu này. Này nó có cái phần khung của nó sẽ là bằng sắt nha các bác. Bên trên đây sẽ có một cái phần cầu điện này. Phần cầu điện này là loại đẹp luôn. Còn đây, để cái này. Cái này kiểu như cái lọc hay cái gì đây. Đây các bác. Trên đây nó ghi điện hàng của Omron nhé. Hàng Omron này từ 5 đến 200V DC. Bên dưới là từ 5 đến 24V DC các bác. Mẫu này hàng made in Japan. Phần chân ốc là vẫn còn nguyên, đẹp, đầy đủ, không có bị thiếu hay bể vỡ gì nha các bác. Mẫu số 36 này, cái mẫu này của em sẽ có giá là 200.000. Đây các bác nào có cần xem lại cái phần tem thông số của cái mẫu này thì mời các bác qua Zalo chọn mẫu 36, em sẽ chụp ảnh lại các bác xem nhé. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 37. Đây, 37 là cái mẫu khung trục tròn này nha các bác. Mẫu này hai bên của nó sẽ có hai cái trục tròn phi 16, trục tròn sắt đặc nha. Em đo kích thước phần khung đỡ bi của nó này. Mẫu này bản rộng là 7 cm. Chiều dài mẫu này em đo được là 29 cm ạ. Tổng chiều dài cả khung là được 18 cm. Phần bi và phần trục này trơn tru nhẹ nhàng, không chặt rít, không dơ lắc một tí nào luôn. Mẫu số 37. Một chiếc như này của em sẽ có giá là 150.000. Mẫu này hiện tại là em đang có 10 chiếc luôn nhá. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 38. 38 mẫu này đang có 4 chiếc luôn này. Mẫu này nó sẽ là cái bộ bàn trượt. Bên trên này nó sẽ có một cái phần mặt bích bằng nhôm nhá. Phần khung của mẫu này sẽ là khung bằng nhôm này. Nó sẽ có hai cái phần trục tròn này các bác. Đây các bác đã thấy này, cái chỗ mép tay em đang chỉ này. Nó sẽ là cái trục tròn sắt đặc để nó giúp nâng đỡ và giống như cái phần bi trượt để cho nó vừa khỏe vừa trơn ấy các bác.
Đấy, lúc cái bàn trượt này này nó vừa khỏe vừa trơn. Còn phần khung của nó sẽ khung nhôm nhá. Bên dưới mẫu này nó sẽ có hai cái phần chân đế này. Cái phần chân đế này thì các bác có thể di chuyển là mình chạy dọc theo cái phần thân của nó được nhá. Đây, và ở mẫu này bên trong đây sẽ còn nguyên cái phần khớp nối nhá, nhôm vẫn còn nguyên đây. Em đo kích thước của nó nhá. Mẫu này đo phần thân này, tổng chiều dài phần thân mẫu này sẽ đo được là 56 cm, bản rộng phần thân bên dưới là được 6 cm, phần mặt bích bên trên này mẫu này bản rộng là 11 cm, chiều dài đo được là 14.5 cm nha các bác. Mẫu này hành trình đo được là 27 cm. Ở giữa đây nó sẽ có dây cu loa nhá. Mẫu số 38 này của em sẽ có giá là 350.000 một chiếc. Mẫu này hiện tại đang có 3 hoặc là 4 cái. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 39. 39 là cái mẫu vít me này. Đây các bác, đây là mẫu vít me nha. Mẫu này hai bên sẽ có gối nhôm, ở giữa nó sẽ có một cái phần bát tre như này. Mẫu này có cái tem hàng của THK Made in Korea này các bác. Đây nó có cái tem ở trên này này. Nó bị lóa nên là không nhìn thấy nhá. Mẫu này phần đầu trục đo được là phi 10, phần vít me đo được là phi 15. Đây bên này cũng có gối nhôm của nó nha các bác. Đấy, phần gối của nó này. Em đo kích thước này. Mẫu này tổng chiều dài cả sản phẩm của mẫu này sẽ được là 46 cm nha các bác. Cái phần bát tre của nó thì nó ngắn thôi, nhưng mà nó sẽ có một cái phần khung đỡ rất là dài ở đây. Bác nào mà muốn hành trình dài thì mình có thể tháo bỏ bớt cái phần màu đen này ra này. Đấy, mẫu số 39 có giá là 250.000. Cái mẫu này em đang có 2 chiếc đấy, 250.000 là một chiếc nhá. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 40. 40 là một cái van khóa này, cái này kiểu như van khóa nước này. Ở đây nó ghi là 100 này, chắc là lắp được ống 100 đấy các bác. Đây em sẽ đo tổng chiều dài của nó nhé. Con này tổng, cái nguyên nhân này tổng chiều dài của nó sẽ được là 44 cm. Đấy, ống rất là dày luôn nha. Con này phần bên trong này đường kính ở đây đo là, đây này các bác, chỗ này đường kính bên trong đo là 11 nhá. Còn phần bên ngoài này đường kính đo là 13. Đây là mẫu số 40, cái này của em sẽ có giá là 200.000 nha các bác. Còn nguyên không có bị bể vỡ gì đâu ạ. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 41. 41 mẫu này nhỏ hơn nha. Đây. Đây nó ghi là 50 này. Chắc là lắp được ống 50. Đây mẫu này phần ống ở đây này, đường kính bên ngoài em đo là 60 nha. Phần lỗ bên trong mẫu này đo là 50 này, đúng là mẫu này lắp được ống 50 này các bác. Mẫu này bên dưới nó có một cái phần này là bằng inox này. Phần đế các bác, đây mẫu này phần đế bên dưới bằng inox nhá. Mẫu này kích thước này, mẫu này tổng chiều dài đo được là 27 cm. Mẫu số 41, cái cây này của em sẽ có giá là 150.000. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 42. Đây 42 là cái mẫu khung con lăn này nha các bác. Đây. Mẫu này có cái phần khung bằng khung nhôm. Độ dày phần khung nhôm đo được là 1 cm ạ. Kích thước bản rộng này, mẫu này đo được là 5.5 cm, chiều dài đo được là 36 cm ạ. Trên đây một cái phần khung nó sẽ có 3 con lăn này. Con lăn bên trong của nó sẽ có là trục bi xoay như vậy nha các bác. Phần trục mẫu này ở đây em sẽ đo được là mười mấy đây. Phần trục của nó đo được là phi 12 nha các bác. Phần thân con lăn đường kính đo được là 43. Chiều dài phần thân con lăn mẫu này đo được là 76 nha các bác. Mẫu số 42 này, một cái khung như này của em sẽ có giá là 200.000 nha. 200.000 một khung như này. Bác nào muốn mua lẻ con lăn thì mình chuyển qua mẫu 43 này. Đây là tháo từ cái mẫu này ra nha. Đấy, tháo từ cái mẫu 42 ra. Mẫu 43 này của em sẽ có giá là 50.000 một chiếc nha các bác. Tiếp theo chuyển qua mẫu mẫu 43, bác nào mua 10 chiếc chuyển khoản được miễn ship nha. Rồi tiếp theo đây là mẫu 44. 44 này. Đây các bác. Mặt trước của nó này, nó sẽ có các cái nút nhấn điều khiển như này. Còn đây là cái mặt sau. Mặt sau của nó sẽ có cái cổng chân rắc cắm 3 chân, điện đầu vào đây nó ghi là 250V. Đây cổng camera 1 này, ở đây các cái cổng chân rắc cắm của nó này. Bên dưới nó có phần chân đế nhá. Mẫu này có cái tem ở đây này, điện đầu vào là 220V này, 50Hz nhá. Chữ này kiểu chữ Hàn Quốc đi các bác. Kích thước phần thân này, mẫu này em đo này. Mẫu này bản rộng đo được là 22 cm, chiều dài đo được là 26 cm nhé. Số 44 này của em có giá là 200.000 một chiếc. Mẫu này em đang có 2 chiếc đấy các bác. Tiếp theo chuyển qua mẫu 45. 45 mẫu này của em nó là một mẫu xi lanh, kiểu xi lanh bàn nâng đấy các bác. Nó sẽ là mặt mà bích vuông như này, phần thân của thân nhôm nhé.
À, đây em đo được là vuông 12 cm. Mẫu này thì đầu van ống của nó sẽ là ống 4 này. Mẫu này nó có cái logo hàng SMC Made in Japan. Mẫu này hành trình đây các bác, hành trình để em rút lên hành trình bao nhiêu này. Đây, mẫu này hành trình rút lên của nó sẽ là phi 30. Cái phần ti hơi bên trong của nó to lắm các bác. Cái này phần ti hơi để em đo được là phi 90 cơ nhá. À, đây là mẫu số 45. Xin anh bàn nâng này, mẫu này của em có giá là 200 ngàn một chiếc. Mẫu này hôm nay bác nào mua từ 3 chiếc trở lên chuyển khoản thì sẽ được miễn ship nhé. Còn ship COD thì các bác vẫn tự trả ship như bình thường. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 46. 46 là mẫu con lăn này. Mẫu này con lăn bằng sắt nha các bác. Bên trong nó sẽ có cái phần lỗ trục là lỗ 14 ạ. À, em xin lỗi, lỗ 15 nha. Lỗ 15. Mẫu này chiều dài phần thân của nó đo được là 76. Đường kính bên ngoài đo được là 90. Bằng sắt rất là nặng luôn. Mẫu số 46 này em có giá là 150.000 một chiếc. Mẫu này đang có 4 cái các bác. Tiếp theo chuyển qua mẫu 47. À, mẫu này phải có 6 cái chứ. Mẫu số 46 này có tầm có 6 cái luôn. Mẫu này sẽ là bằng nhôm này. Mẫu 47 là bằng nhôm nhá. Phần lỗ trục của nó sẽ là lỗ 15. Phần thân này, mẫu này chiều cao của nó đo là 72 và đường kính bên ngoài của nó đo là 80 85 nha các bác. À, mẫu này bên ngoài này nó sẽ mịn này và ở giữa này nó sẽ có các cái đường kẻ caro chéo chéo như này. Mẫu số 47 có giá là 200 ngàn một chiếc. Đối với cái mẫu này bác nào mua từ 2 chiếc trở lên chuyển khoản thì sẽ được miễn ship nhá. Còn ship COD thì sẽ là 30 nghìn. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 48. Đây 48 là cái mẫu này. Mẫu này kiểu cái mẫu trục nâng hạ các bác. À, đây bên ngoài này. Bên ngoài của nó sẽ có cái phần nắp nắp bịt này bảo vệ cái phần gen bên trong bằng inox nha. Và đây cái phần ken này của nó cũng bằng inox luôn. Khi các bác nhận hàng thì là nó sẽ còn đầy đủ cả cái lò xo này, cái lò xo bảo vệ cái phần gen nha. Đây em đo kích thước này. Cái này phần trục của đây em sẽ đo được là 11. Kích thước phần thân này, mẫu này bản rộng 6 cm, chiều dài là 7 cm nha các bác. Mẫu này nó có cái tem ở đây nó ghi là tỷ lệ là 16 trên 1 nha các bác. Các bác có cần xem lại hình ảnh của mẫu này thì mời các bác qua Zalo em chụp ảnh các bác xem nhé. Còn đây là cái hình thức bên trong này, bên trong nó sẽ có một cái phần vít me là vít me cơ. Phần đầu trục bên trên này em đo được là 12, vít me đo được là phi 18. Có cái bát gen bằng đồng nha các bác. Đây là em khui ra để cho các bác xem bên trong thôi. Còn khi mà nhận hàng gửi hàng cho các bác thì là em sẽ gửi cái mà có sẵn cái phần nắp bên trên như này rồi nhá. À, mẫu số 48 là 250.000 một chiếc. Hôm nay mới về luôn, về cả 10 chiếc luôn các bác. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 49. 49 là mẫu xi lanh hơi. Mẫu này là còn đầu dây cảm biến bên trên bên dưới vẫn còn luôn này. Phần thân của sẽ thân nhôm nhá. Mẫu này kiểu như hàng mới chưa qua sử dụng luôn các bác. Nhưng mà nó để hàng bãi này là trông nó hơi bị bụi bẩn. Cái này đang bị dính keo các bác. Phần nắp bịt của cái phần ầu ống này vẫn còn nguyên này, chưa có tháo ra luôn ấy. Cái này thì các bác nào về mua về thì mình ra cửa hàng mình mua cái phần van ống của nó nhá. Nó các cái mẫu xi lanh này thì nó sẽ là hàng van ống thông dụng, không phải đặc biệt gì nên các bác cũng có thể dễ dàng mua được. Mẫu này thông số của nó này. Ở đây cái tem thông số của nó là phi 50, hành trình 210. Là cái phần ti hơi mẫu này nó đẩy lên sẽ được là 21 cm nha các bác, hành trình dài nhá. Đây, phần ti hơi bên trong là sẽ đo được là phi 20. Hình thức thì rất là đẹp luôn. Kích thước phần thân này, mẫu này chiều dài của nó em sẽ đo được là 32,5 cm. À, mẫu số 49 em đang có 2 chiếc đây. Đấy, có giá là 200 ngàn một chiếc thôi. Còn có 2 chiếc cuối cùng các bác. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 50. Đây, 50 là cái bộ van ống này. Này van này của nó là đầu ống bằng inox nhá. Ở đây đang có 2 sợi này. Hai cái này kiểu như nó là một bộ nối vào nhau ấy các bác. Đây cái đầu gen ống của nó này. Đây, em sẽ đo kích thước nhá. Đây. Cái này phần ống bên ngoài đây em đo là 20. Cái phần gen này. Phần gen này của nó đo là 19. Phần lỗ bên trong thì ở đây em sẽ đo được là 13 nha các bác. Cái phần gen này của nó toàn bộ bằng inox hết nha. Một cái sợi dây này của nó sẽ dài khoảng 2 mét. Đây các bác, đây phần đây là phần gen góc của nó này. Cái phần đầu này nó sẽ nối với cả cái phần bên này. Cái này nó đang đây các bác. Đấy, nó sẽ đầu cái đầu nối nhanh như này nha các bác. Một dây là dài 2 mét nha. Đây nó sẽ có hai cái đầu ống khóa như này. Đấy, toàn bộ là bằng inox hết. Mẫu này thì không khác gì hàng mới luôn, nó đẹp lắm. Đây là mẫu số 50. Combo này là gồm 2 dây nha các bác, combo 2 dây này. Đấy, van khóa thì là van khóa inox, mẫu này là mẫu số 50 có giá là 600 ngàn hai cái. Cái này nó là một bộ luôn nha các bác, nên là em không có bán lẻ được nha. Nó là nguyên một bộ nên là phải bán cả bộ 2 dây, không có tách lẻ mẫu này được. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo đây là mẫu số 51.
51 là ở đây có mấy cái cây trục tròn. Cái này của nó sẽ là trục tròn sắt đặc phi 20 nha các bác. Đây bên đầu này. Bên trên đầu này nó sẽ có cái phần khớp như này nha các bác. Đây là có một cái phần khớp như này. Mẫu này trục tròn thì không khác thì hàng mới luôn các bác. Nó đẹp lắm, rất là sáng và đẹp luôn. À, mẫu này chiều dài phần trục của nó này, ở đây em sẽ đo được là 68 cm. Mẫu số 51, cái này của em sẽ có giá là 80.000 một cây nhá. Mẫu này em đang có 20 cây. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 52. 52 mẫu này. À, mẫu này của nó là trục tròn sắt đặc, ở đây em sẽ đo được là phi 30. Đây mỗi một cây trục cũng có một con ốc ở đây này. Chiều dài phần trục mẫu này đo được là 37 cm. Số 52 này em đang có 3 cây này, có giá là 70.000 một chiếc nhá. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 53. 53 ở đằng này. Mẫu 53 là một cái mẫu cái gì nhỉ? Cái này là kiểu như cái cục lưu điện của máy tính ý các bác. Đây em sẽ đo kích thước của nó trước nhé. Cái này bản rộng đo được là 14,5 cm. Chiều dài này, ở đây em sẽ đo được là 39 cm. Chiều cao bên này là được 21 cm nhé. Đây mẫu này mặt trước này, mặt trước nó sẽ có các cái ký hiệu này. Cái này kiểu như cái bác nào mà làm kiểu mất điện ấy, mất điện mà mình cũng có thể lưu điện được. Cái này kiểu cái hộp lưu điện của nó ấy các bác. Đây ở đây nó ghi thông số này, 840W này, 840W, điện 220V nhá. Điện đầu vào là 220V. Ở đằng sau đây, ở đằng sau nó sẽ có là 4 cái cổng chân rắc cắm này, 3 chân. Cái này cắm chân dẹt nha các bác. Đây là cái cổng điện đầu vào này, inpu này, và cái cổng USB. Đây đằng sau sẽ có quạt tản nhiệt và các cái cổng như này. Cái này các bác nào mà có cần xem thông số này hay là nội thất bên trong thì các bác cứ báo em sẽ khui ra để em cho các bác xem hình ảnh bên trong nhá. Cái này của nó là 24V nha các bác. Đấy. Cái này kiểu như bên trong nó sẽ có cái gì nhỉ, 24V ấy. Mẫu số 53. Cái này của em sẽ còn giá là 1.200.000 một chiếc. Mẫu này em đang có 2 chiếc nha các bác. Tiếp theo chuyển qua mẫu 54. 54 là mẫu này. Đây các bác, các anh biết là để theo đứng này hay là nó để nằm xuống nhỉ? Đây mẫu này to nha các bác. Đây kích thước này. Mẫu này ở đây em đo được là 8.5 cm. Chiều dài bên này là được 50 cm này các bác. Chiều bên này sẽ được là 43.5 cm. Ở đây nữa. Xem nào. Ở đây nó có một kiểu như một cái màn hình ở đây này các bác. Màn hình có các cái nút nhấn ở đây. Cái này hàng Made in Thái Lan này. Đây nó ghi là 1200W này các bác. 1200W. 12A. Đằng sau nó sẽ có một cái phần dây rắc cắm 3 chân như này. Đây cũng có. Mẫu này nó sẽ có 6 cái ổ cắm. 6 cái ổ cắm 3 chân ở đây này các bác. Đây là mẫu số 54 nha các bác. 54 mẫu này của em cũng có giá là 1.200.000. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 55. Đây 55 là mẫu này. Mẫu này em thấy nhân viên ghi là 36V này. Em sẽ đo kích thước của nó trước. Mẫu này phần thân ở đây là được 14.5 cm. Chiều dài đo được là 40 cm. Mẫu này chiều cao bên này là được 21.5 cm nhé. Đây là mặt trước của nó này. Để em xem mặt sau nó có cái. Còn đây là đằng sau. Nó sẽ có là cái bên đằng này. Bên này nó có 3 cái cổng chân rắc cắm 3 chân này các bác. Đây nó ghi là điện 220V này. Đây nó ghi là 700W này các bác. Cũng có cái quạt tản nhiệt đằng sau. Quạt tản nhiệt của nó điện là DC 12V nhé. Đây là mẫu số 55. Cái này của em sẽ có giá là 1.200.000. Tiếp theo chuyển qua mẫu 56. 56 là cái mẫu này. Cái này bên dưới nó có cái phần nhôm này các bác. Giống như cái nhôm tản nhiệt ấy. Đây trên đây nó có cái tem này, Made in Japan. Điện đầu vào mẫu này là 200-230V. Điện 1 pha. Còn đây điện này này, còn bên này nó ghi ở đây là điện 3 pha, điện da nhé, da là 3 pha này, từ 0 đến 230V, 0,75 kW. Đây các bác, cái này là 0,75 kW là cái to này, còn cái bên trên này sẽ là cái nhỏ, điện
Cái bên trên này thông số là điện đầu vào là từ 200 đến 230V điện một pha. Điện ra là bên này là điện 3 pha này, từ 0 đến 230V. Mẫu này là 0,2 kW này các bác, made in Japan. Đây bên dưới là cái to, còn bên trên sẽ là cái nhỏ nhá. Đây em sẽ đo kích thước này. Mẫu này kích thước của nó này, ở đây bản rộng em đo được là 22 cm, còn chiều bên này là được 20 cm nhá. Cái bên dưới này bản rộng là 22 cm, chiều dài bên này được 24 cm. Đây là mẫu số 56. Đây bên dưới này, ở đằng bên này nó sẽ có cái các cái cổng chân rắc cắm này. Đấy. Cái phần dây điện thì nó đã cắt hết rồi, nhưng cái phần rắc cắm của nó thì vẫn còn đây nhá, vì các bác có thể đấu nối lại nhá. Mẫu này là hàng của Takawa, made in Japan nhá. Hình thức thì em thấy còn rất là mới và đẹp luôn. Đây là mẫu số 56. Mẫu này của em có giá là 1 triệu một bộ như này nhá. Này hiện tại em đang có 2 bộ. Các bác có cần xem lại hình ảnh của mẫu này, mời các bác qua Zalo thì em sẽ chụp ảnh lại các bác xem nhá. Hôm nay trên video của em có tất cả 56 mã hàng. Các bác nào có nhu cầu mua mẫu nào thì alo đặt hàng ủng hộ em theo số điện thoại em có ghi sẵn ở dưới phần mô tả của video. Rồi bây giờ em xin kết thúc video đây ạ. Hẹn tất cả các bác ở những video tiếp theo.